Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, theo quan niệm của tử vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1979 có được cát tinh chiếu đến hay không? Và cát hung nạp vận chi tiết của tuổi Đinh Mùi sẽ ra sao? Hãy cùng lắng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy cũng như nghe lời khuyên của các chuyên gia chủ. Cũng như nghe lời khuyên xem các gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay video sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3. Từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là trường lưu thủy. Ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Đinh Mùi trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 3 từ ngày 23 tháng 4 dương lịch có nạp sát là Tân Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 3 tới ngày 5 tháng 5 dương lịch có nạp sát là Quý Sửu. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Mùi trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Đầu tiên là ngày 5 tháng 3, tức ngày 16 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 3, tức ngày 28 tháng 4 dương lịch, có nạp sát là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 3, tức ngày 10 tháng 5 dương lịch, có nạp sát là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi tháng 3 âm lịch. Người tuổi Đinh Mùi 1967, mệnh Thiên Hà Thủy, tính cách của họ cũng giống như dòng nước, êm đềm, hiền hòa, khéo léo, dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác, nên người khác vô cùng quý mến. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng, nhưng lại ưa hoàn mỹ đến nhiều khi bản mệnh cũng phải suy nghĩ cả những chuyện nhỏ nhặt. Có thể nói, người tuổi Đinh Mùi là người rất coi trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè.
họ có thể vì bạn bè mà hy sinh người thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều, nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng với người này. Vận mệnh người tuổi Đinh Mùi khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra, mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc và bền lâu. Ngoài ra, về mặt vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí, cần phải kiên trì thì mới có được thành công. Nên hướng phát triển ra ngoài, nếu gặp khó khăn thì có thể xin sự trợ giúp của anh em bạn bè. Nếu có thể tìm được người cùng chí hướng thì vẫn có thể tính tới việc làm ăn, hợp tác. Nhâm Xuân Thủy gặp Mùi Âm Thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về sự nghiệp, tháng này người tuổi Đinh Mùi rất bận rộn, đến mức hầu như không có cơ hội suy nghĩ về tương lai hay những chuyện ngoài lề. Các dự án lớn, phức tạp sẽ lần lượt chờ bạn giải quyết. Bạn là người cuồng công, cuồng việc, vậy nên thời điểm này là cơ hội để bạn chứng minh thực lực của mình. Nhưng tốt hơn hết, vẫn nên có một kế hoạch cụ thể, nếu không sẽ gặp những rắc rối và bất lực. Một khi bạn tuổi Đinh Mùi đã không suy nghĩ nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, thời điểm này chưa thích hợp, sẽ rất khó để tìm được công việc như mong muốn. Người làm công ăn lương rất mệt mỏi vì khối lượng công việc vào dịp này rất nhiều, cần phải tăng ca làm liên tục nhưng cũng sẽ nhận được mức lương thưởng xứng đáng. Ngoài ra, để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 3 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Đinh Mùi nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chắc thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, truyền khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Tài lộc của tuổi Đinh Mùi. Người tuổi Đinh Mùi trong tháng 3 âm lịch nên chi tiêu tiết kiệm vì tài lộc vẫn chưa có thực sự như ý. Có rất nhiều chuyện xảy ra, công việc kém suôn sẻ, bản mệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong mong muốn nâng cao thu nhập của mình. Hơn nữa, bạn là người biết lượng sức mình, biết bản thân đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Tuy nhiên, đôi khi những gia chủ tuổi Đinh Mùi lại chưa biết linh hoạt để giải tỏa bớt áp lực cho mình. Bạn chăm chỉ làm việc mà không giải trí, thư giãn tinh thần nên có thể cảm thấy mệt mỏi. Bạn cần phải kết hợp nghỉ ngơi cùng với người làm việc để tái tạo sức lao động. Chớ nên tham công tiếc việc quá mức, bởi khi cơ thể đã mệt mỏi thì dù có cố gắng đến mức làm việc cũng khó đạt được hiệu quả cao. Bên cạnh đó, trong tháng này, tài lộc chưa thực sự như ý nhưng cần phải chi tiêu một số tiền lớn, chi nhiều hơn thu dẫn đến tình trạng hao tài. Cho nên cần phải có nhật ký và kế hoạch chi tiêu cụ thể để kế hoạch sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải phần hạn không may mắn, đạt được thành công. Khuyên gia chủ tuổi Đinh Mùi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo của tuổi Đinh Mùi. Tháng này, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tuổi Đinh Mùi không được tốt. Do bị ảnh hưởng bởi công việc nên trở nên vô cùng nóng nảy, mất bình tĩnh, chuyển áp lực công việc của mình cho người thân. Vì thế các mâu thuẫn xảy ra liên tục trong hòa khí bất ổn. Bạn tốt nhất nên đặt vị trí của mình vào vị trí người bạn đời để hiểu nhau hơn. May mắn các mối quan hệ xã hội ngày càng tốt hơn, giỏi giao tiếp. Việc mở rộng mối quan hệ là cơ hội tốt để phát triển công việc. Chắc chắn sẽ gặp được những quý nhân giúp đỡ bạn ấy nhiều, hãy ghi nhớ để đền đáp họ xứng đáng. Trong tháng, những gia chủ Đinh Mùi cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định trong con đường tình duyên. Chính vì thế, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo.
Vật phẩm được sử dụng là vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Về sức khỏe, trong tháng 3 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Đinh Mùi khá ổn định. Người tuổi Đinh Mùi có chút phiền muộn do công việc quá bận rộn và những mâu thuẫn trong gia đình. Những gia chủ tuổi Đinh Mùi không nên quá cần lực kiếm tiền mà quên mất chăm sóc sức khỏe của bản thân. Bạn nên sống khoa học hơn, quy củ hơn, cân bằng công việc và cuộc sống sẽ giúp bạn không ngừng thành công mà còn có thể hưởng thụ trọn vẹn thành quả của mình sau những năm tháng vất vả lao động. Vậy nên trong thời điểm này, gia chủ Đinh Mùi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi trong tháng 3 âm lịch. Mọi phương diện đều diễn giải khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Đinh Mùi cần chú ý đến chế độ ăn uống của thứ bạn. Nhưng gia chủ tuổi Đinh Mùi cần chú ý đến độ tuổi này, thứ cần phải ưu tiên hàng đầu là sức khỏe chứ không phải công việc. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là trong những tháng mà những người gia chủ của tuổi Đinh Mùi tháng 3 đi âm lịch. Đặc biệt là của những gia chủ tuổi Đinh Mùi trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.